Laudetur Jesu Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ tư ngày 12 tháng 8 gồm có Trước hết là bản tin, tiếp đến là sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ, kính mời quý vị cùng gian Kabua và Van Nien theo dõi tin tức. Nữ thanh tra rửa tội cho cặp song sinh dính đầu vào nhau vừa được Bệnh viện Tòa Thánh mổ tách rời. Vatican, trong những ngày vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, trong một nghi lễ riêng, Đức Thánh Cha đã rửa tội cho hai bé gái, Ervina và Previna, được Bệnh viện Nhi đồng Bemino Gesù, Chúa Hài đồng Gesù của Tòa Thánh mổ tách rời thành công trong một ca phẫu thuật phức tạp tách hộp sọ của cặp song sinh. Trước nghĩa cử gần gũi yêu thương của Đức Thánh Cha và sự quan tâm đặc biệt của Bệnh viện Tòa Thánh, chị Hermine Giotto, mẹ của hai bé đã viết thư gửi Đức Thánh Cha, bày tỏ lòng biết ơn và chia sẻ những suy tư của chị về sự kiện này. Trong thư chị Hedmin kể, chị là một thiếu nữ nông dân, sinh ra tại một ngôi làng cách thủ đô Bangui 100 km, nơi vào năm 2015, Đức Thánh Cha đã khai mạc năm thánh lòng thương xót qua việc chủ sự nghi thức mở cửa thánh của nhà thờ chính tòa. Đối với cá nhân chị, có một cánh cửa khác rộng lớn hơn dành cho cả ba mẹ con chị. Chị Hedmin viết, Việc Đức Thánh Cha rửa tội cho hai con của con giúp con khẳng định Thiên Chúa thật sự gần gũi với những người bé nhỏ. Nếu mai này các con của con có thể là một trong những đứa trẻ may mắn nhất trên trái đất, nghĩa là được đến trường và học những gì con chưa biết và khao khát được biết, để một ngày nào đó con có thể đọc được những câu kinh thánh cho các con của con nghe, thì đó không phải là cánh cửa mà Đức Thánh Cha đã mở ở Ban Quy năm 2015 và được đóng lại một năm sau đó. Nhưng Đức Thánh Cha đã xây một cây cầu vĩnh cửu nơi người nghèo như con và những người có thiện chí như đội ngũ bác sĩ đã tách rời thành công hai con của con có thể băng qua. Trong lá thư dài hơn một trang rưỡi, nhiều lần chị Hedmin cảm ơn các bác sĩ bệnh viện nhi đồng Bambino Jesu, đặc biệt là bác sĩ Marianne Laenok, giám đốc bệnh viện, giáo sư Carlo Efiso Maras, trưởng khoa phẫu thuật thần kinh, cùng với đội ngũ y bác sĩ đã tham gia vào ca phẫu thuật kỳ diệu tách thành công hai bé dính đầu vào nhau chị Hackmin Joto kết thư với lời hứa cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, như biết bao nhiêu lần ngày xuyên điều này trong những lần gặp gỡ các tín hữu. Giáo hội Ấn Độ cử hành ngày Black Day cho người Dalits. Ấn Độ, kể từ năm 1950, hàng năm vào ngày 10 tháng 8 tại Ấn Độ, ngày Black Day được cử hành. Đây là sáng kiến của Giáo hội Công giáo nhằm tưởng nhớ việc phê chuẩn hiến pháp về giai cấp, nhằm đảm bảo quyền cho những người Dalits theo đạo Hindu. Trong những năm qua, quyền của những người theo đạo Sikh và Phật giáo một phần nào đã được công nhận, nhưng quyền của các Kitô hữu và Hồi giáo chưa được công nhận. Họ là nạn nhân của sự phân biệt đối xử và đôi khi là nạn nhân của bạo lực. Đức cha Felix Machado, tổng giám mục Masai giải thích với Vatican News Bạo lực không trực tiếp nhưng nó rất tinh vi, bị che giấu. Trong cuộc sống hàng ngày ở Ấn Độ, người Dalit dễ bị nhận diện và họ không có được những quyền căn bản. Như trẻ em không thể tìm phương tiện đến trường. Về điều này, giáo hội đang làm rất nhiều nhưng vẫn còn giới hạn. Trong giáo phận của tôi, một khu vực có nhiều người Dalit, chúng tôi có trường học, chúng tôi làm mọi cách để có thể đón nhận mọi người, nhưng chính phủ không giúp gì cho họ. Ấn Độ hiện là quốc gia thứ ba trên thế giới về số người nhiễm virus corona với hơn 2 triệu ca dương tính. Trên thực tế, hầu hết trong số họ là người Dalis, đức cha Machado giải thích. Họ là những người lao động đi từ vùng này sang vùng khác của đất nước tùy thuộc vào nơi có việc làm. Họ bị bốc lột và phải chịu rất nhiều đau khổ khi cố gắng trở về nhà do các biện pháp hạn chế di chuyển trong nước nhằm ngăn chặn lây nhiễm. Đối với họ, đó thực sự là một chặng đàn tháng giá. Điều kiện sống của người Dalis khiến việc ngăn chặn lây lan đại dịch rất khó khăn, Đức Tổng giám mục nói tiếp. Họ phải chịu đựng rất nhiều vì họ sống ở những khu vực nghèo nhất, dân số rất đông, họ không có nước, không có phương tiện y tế và vì vậy người Dallas là những người bị nhiễm virus nhất. Khi không có nước, làm sao họ có thể rửa tay? Làm thế nào họ có thể tìm thấy xà phòng? Những công việc mà người Dallas làm thường là những công việc đưa họ tiếp xúc nhất với những người giàu, nhưng giờ đây không ai muốn họ nữa. Làm sao họ có thể vào nhà ai đó nếu mọi người đều nghĩ rằng người đó là một người nghèo, là người mang virus? đức cha machado kết luận có rất nhiều tổ chức cá nhân đang cố gắng làm một điều gì đó cho nhóm người cùng khổ này chúng tôi cũng có một cuộc đối thoại liên tôn tập trung vào vấn đề này có rất nhiều người giúp đỡ nhưng xã hội vẫn chưa phá bỏ được rào cản này bởi vì trong các mối quan hệ xã hội họ cho rằng tất cả lỗi lầm là của người dalis Nỗi khổ này là điều không thể chịu được và giáo hội rất dấn thân trong việc xóa bỏ sự phân biệt đối xử. Chúng tôi hy vọng việc cử hành Black Day sẽ giúp đánh thức lương tâm của mọi người. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ viện trợ khẩn cấp cho các trường công giáo Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi quốc hội viện trợ cho các trường công giáo trong gói cứu trợ khẩn cấp COVID-19 tiếp theo của liên bang. Trong một tuyên bố, các giám mục viết, khi quý vị cùng nhau xem xét viện trợ bổ sung để giúp cho người Mỹ vượt qua khủng hoảng, chúng tôi yêu cầu quý vị đảm bảo đáp ứng nhu cầu giáo dục cho tất cả các học sinh, bao gồm cả học sinh ở các trường công giáo và các trường ngoài công lập khác. Các giáo mục lưu ý, khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng đến rất nhiều gia đình của Hoa Kỳ, khiến cho nhiều gia đình phải gặp khó khăn, không thể tiếp tục đóng học phí. Kết quả là đã có 140 trường công giáo phải đóng cửa vĩnh viễn và hàng trăm trường khác có nguy cơ không thể mở cửa lại trong mùa thu sắp tới các giáo mục cho biết việc đóng cửa các trường ở các khu đô thị gây thiệt hại cho những người có thu nhập thấp và các học sinh da đen được phục vụ bởi các trường này, cũng như đối với các trường, nhân viên và các đối tác kinh doanh của họ. Các giáo mục giải thích rằng, trong gần hai thế kỷ, các trường học công giáo đã cung cấp một lợi ích công cộng to lớn bằng cách giáo dục người Mỹ bất kể nền tảng tôn giáo hay tầng lớp thu nhập. Và đối với nhiều người, nền giáo dục công giáo là con đường chắc chắn nhất từ nghèo đói trở thành tầng lớp trung lưu. Theo Hiệp hội Giáo dục Công giáo Quốc gia, số học sinh ghi danh vào các trường công giáo ở Hoa Kỳ trong năm học hiện tại là gần 2 triệu, trong hơn 6.000 trường. 21,8% sinh viên thuộc các nhóm thiểu số và 19,1% trong tổng số các sinh viên theo học là người không theo công giáo. Các lãnh đạo tôn giáo lên án cuộc diệt chủng tiềm tàng người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc Roma, Việc chính phủ Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ là một trong những thảm kịch nhân loại nghiêm trọng nhất kể từ sau thảm họa phòng hơi ngạt Holocaust. Đây là phát biểu của hai hùng y châu Á và 74 nhà lãnh đạo tôn giáo khác viết trong một tuyên bố hôm mùng 8 tháng 8. Đức Hồng Y Charles Lebor, Tổng giám mục Yangon và Chủ tịch Liên hội đồng giám mục châu Á, và Hồng Y Inatio Suhario, Tổng giám mục Jakarta, Indonesia, trong số 76 người ký tên kêu gọi cầu nguyện liên đới và hành động để chấm dứt những hành động tàn bạo hàng loạt này chống lại người thiểu số Hồi giáo ở Trung Quốc. Tuyên bố viết, sau Holocaust, thế giới đã nói không bao giờ lặp lại, hôm nay chúng tôi lập lại những từ đó không bao giờ nữa không lần nào nữa chúng tôi sát cánh với người duy ngô nhĩ chúng tôi bên cạnh các vật tử tây tạng các học viên pháp luân công và các kỳ tô hữu trên khắp trung quốc những người đang đối mặt với cuộc đàn áp tồi tệ nhất đối với tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng kể từ cách mạng văn hóa tuyên bố cũng yêu cầu công lý điều tra những tội ác này và buộc những người có trách nhiệm phải giải trình đồng thời thiết lập một con đường hướng tới việc khôi phục phẩm giá con người những người ký trong thư bao gồm cựu tổng giám mục Canterbury Rowan William và các nhà lãnh đạo Hồi giáo Do Thái, Phật giáo và Kitô giáo đã trích dẫn việc Trung Quốc bắt giữ một triệu người Hồi giáo và chiến dịch cưỡng bức triệt sản trong số nhiều cuộc đàn áp và hàng loạt hành động tàn bạo khác. Theo nhiều báo cáo, từ 900.000 đến 1,8 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác đã bị bỏ tù ở Tân Cương, một tỉnh phía tây bắc của Trung Quốc. Chính phủ đã thiết lập hơn 1.300 trại tạm giam nơi những người sống sót báo cáo đã bị nhồi nhét về chính trị và chống tôn giáo, bị tra tấn, đánh đập và cưỡng bức lao động. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo tôn giáo khẳng định rằng chiến dịch cưỡng bức trịch sản phụ nữ Duy Ngô Nhĩ trong độ tuổi sinh đẻ tại bốn huyện có người Duy Ngô Nhĩ có thể nâng hành động này lên mức diệt chủng theo Công ước Diệt chủng năm 1948. Tuyên bố viết, mục đích rõ ràng của các nhà chức trách Trung Quốc là xóa bỏ danh tính người Duy Ngô Nhĩ. Truyền thông nhà nước của Trung Quốc đã tuyên bố rằng mục tiêu là phá vỡ dòng dõi của họ, phá vỡ nguồn cội của họ, phá vỡ các mối quan hệ của họ và phá vỡ nguồn gốc của họ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo nói rằng, là những nhà lãnh đạo đức tin, chúng tôi không phải là nhà hoạt động hay nhà hoạch định chính sách, nhưng chúng tôi có nhiệm vụ kêu gọi cộng đồng của chúng tôi có trách nhiệm chăm sóc đồng loại và hành động khi họ gặp nguy hiểm. Ngày các dân tộc bản địa, Đức Hồng Itopo nói, các bộ lạc vẫn bị phân biệt đối xử và loại trừ. Ấn Độ, hơn 100 triệu người, bằng 8,6% dân số thuộc hơn 700 dân tộc là người bản địa ở Ấn Độ, đặc biệt tập trung ở các bang Jakarta, Arunachal Pradesh, Taibenya, Sikkim, Meghalaya, Tripura, Bihar Pradesh, Manipur và Mizoram. Họ cũng như những dân tộc bản địa khác trên thế giới là nạn nhân của đói nghèo, phân biệt đối xử, bóc lột và bị loại khỏi quá trình đưa ra quyết định chính trị và kinh tế. Đức Hồng Y Felix Topo, Tổng giám mục Ranchi, đã nhắc lại những bất công đối với các dân tộc bản địa trong phát biểu hôm 9 tháng 8 tại một cuộc hội thảo online được tổ chức nhân ngày quốc tế các dân tộc bản địa với đề tài của năm nay về đại dịch COVID-19. Đức Hồng Y Topo, người có nguồn gốc bộ lạc, nhấn mạnh rằng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe càng làm nổi bật sự phân biệt đối xử và loại trừ mà những cộng đồng này tiếp tục là nạn nhân. Trong đại dịch, quyền hiến định của các bộ lạc và của các dân tộc thiểu số như là sự bình đẳng, hợp nhất và tình huynh đệ đã bị phá bỏ và bị chà đạp. Ngay cả bốn trụ cột của nền dân chủ, đó là quyền lập pháp và hành pháp, tư pháp và truyền thông cũng bị tê liệt bởi sự lèo lái chính trị. Điều này tạo ra sự bất an, tức giận và không tin tưởng ở các tín đồ thuộc mọi tôn giáo và niềm tin. Nhưng Đức Tổng giáo mục Ranji kêu gọi đừng mất hy vọng. Ngay cả trong thời gian thử thách này, Chúa nói với chúng ta rằng đừng sợ hãi hãy kiên trì trong đức tin cuộc hội thảo này là một trong những sự kiện được tổ chức tại Ấn Độ nhân ngày các dân tộc bản địa của Liên Hiệp Quốc với sự tham dự của hơn 1.300 lãnh đạo các bộ lạc các nhà hoạt động các học giả các chuyên gia từ khắp nơi trên đất nước trong số này có cha Vincent Ek dòng tên trưởng khoa nghiên cứu bộ lạc của Viện xã hội Ấn Độ của dòng tên ở New Delhi Cha Ek nói rằng ngay tại ấn độ các bộ lạc vẫn tiếp tục nằm trong số những người dễ bị tổn thương và bị phân biệt đối xử mặc dù hiến pháp và hệ thống luật của ấn độ đã quy định về điều này cũng như về các danh mục xã hội bị thiệt thòi khác bao gồm một loạt các quy định về kinh tế xã hội và giáo dục cha ék nói thêm trong nhiều năm những người dân bản địa tìm cách để được công nhận danh tính của họ lối sống và quyền của họ trên đất đai lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên truyền thống nhưng trong suốt lịch sử quyền của họ luôn bị vi phạm Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội Đức Hồng Y Konkra Krajewski, gương mặt thương xót của giáo hội Kính thưa quý thính giả, người ta kể lại rằng một ngày nọ, có một vị giám đốc của một trong những công ty sản xuất giày lớn nhất của Ý, đến gặp một giám chức của Vatican và nói rằng ông muốn tặng cho quỹ giúp đỡ người nghèo của Đức Giáo Hoàng một triệu euro. Nhưng vị giám đốc này đã vô cùng ngạc nhiên khi vị tổng giám mục đã từ chối nhận món quà của ông. Ngược lại, Ngài đề nghị với doanh nhân này hãy tìm xem trong số 4.000 nhân viên trong các công xưởng của ông những ai đang phải chật vật trả tiền thuê nhà hay không thể đóng tiền ăn trưa cho con cái ở trường và hãy chia sẻ số tiền một triệu euro đó cho những nhân viên này một tháng sau vị doanh nhân này gọi lại cho đức tổng giám mục và nói rằng mặc dù ông không thể tìm thấy thông tin này về các nhân viên của mình nhưng ông suy nghĩ về việc đức tổng giám mục đã nói về những bàn chân bị cong queo và bệnh tật của những người vô gia cư, những người rất khó để tìm được những đôi giày vừa vặn. Đáp lại, Đức Tổng giám mục gợi ý cho doanh nhân thiết kế một loạt giày cho người nghèo có chiều rộng ở vòm bàn chân. Doanh nhân này đã đồng ý và một nhóm tình nguyện viên đã phân phát 10.000 đôi giày được sản xuất theo yêu cầu cho những người vô gia cư ở Roma. Vị tổng giám mục đó hiện nay chính là Đức Hồng Y, Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay cũng được gọi là giám đốc hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha, và là một trong những nhân vật hấp dẫn nhất ở Vatican hiện nay. Ngài đã kể giai thoại trên trong một cuộc họp ở Los, nhưng không bao giờ tiết lộ danh tính của danh nhân đó. Từ thời xa xưa, các nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo và dân sự đã nói về sự cần thiết phải hỗ trợ người nghèo. Trong thời gian Đức Hồng Y Krajewski đứng đầu văn phòng Bắc Á của Đức Giáo Hoàng, Ngài đã tạo nên một kỷ lục về việc giúp đỡ những người khốn khó với sự quyết tâm và sáng tạo. Từ việc lắp đặt nhà tắm cho người vô gia cư tại Vatican, đến giúp đỡ những người tị nạn, Ngài đã biến văn phòng bác ái của Đức Thánh Cha từ một vai trò mờ mịt thành một cơ quan ngôn luận ủng hộ người nghèo của Roma và thế giới. Phương pháp của Đức Hồng Y Krajewski nổi tiếng là hết sức độc đáo. Vào tháng 5 năm ngoái, Ngài đã trèo xuống một miệng cống trong một tòa nhà dân cư ở Roma và gỡ con dấu niêm phong của một nhà cung cấp năng lượng để cung cấp lại điện và nước nóng cho tòa nhà này. Những tiện ích này đã bị cắt trong 5 ngày vì 450 người sống trong tòa nhà bao gồm 100 trẻ em, người di cư, người thuộc sắc tộc Rom vô gia cư, sống ở đó từ năm 2013, nợ 300.000 euro tiền điện chưa thanh toán. Lý do khiến cho Đức Hồng Y Krajewski hành động như thế là vì tình cảnh khốn khó của những người nghèo sắc tộc Rom đã khiến cho Ngài xúc động sâu xa, đến nỗi luật pháp trở thành điều quan trọng thứ yếu đối với Ngài. Báo La Repubblica, tờ báo cánh tả lớn nhất ở Ý, vốn không thiện cảm với giáo hội công giáo, đã đưa ra sự kiện này trên trang bìa và gọi Đức Hồng Y Krajewski là Robin Hood của Đức Giáo Hoàng. Việc phá luật để tạo điều kiện sống nhân đạo hơn cho hàng trăm người vô gia cư và di cư là hình ảnh minh họa về Đức Hồng Y Krajewski, người ngày càng xuất hiện trên các tiêu đề quốc tế kể từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha kể từ năm 2013. Đức Hồng Y Konrad Krajewski sinh năm 1963 trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Luz, Ba Lan, Năm 1982, Ngài gia nhập chủng viện và được thụ phong linh mục vào năm 1988. Sau đó, Ngài làm cha xứ tại Tổng giáo Phận Luz. Năm 1990, Ngài theo học phụng vụ và thần học ở Roma, đồng thời cộng tác với văn phòng nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha. Năm 1995, Ngài trở về Ba Lan, giữ chức trưởng nghi của Tổng giáo Phận và dạy phụng vụ tại chủng viện và học viện của các dòng. Năm 1988, Ngài trở lại Roma và làm việc tại văn phòng nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha. Năm 1999, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã bổ nhiệm Ngài vào ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha. Mặc dù vào thời điểm này, nhiệm vụ chính thức của Đức ông Krajewski không phải là giúp đỡ người nghèo, nhưng ngay sau khi đến Vatican năm 1998, câu chuyện về một linh mục mua thức ăn cho người vô gia cư đang cắm trại gần quanh quảng trường Thánh Phaero bắt đầu lan truyền khắp thành phố Roma năm tháng sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng, đức giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm cha Krajewski làm chánh sở từ thiện của đức giáo hoàng và tấn phong ngài làm tổng giám mục. Ngày 28 tháng 6 năm 2018, đức thánh cha tiếp tục thăng đức tổng giám mục Krajewski làm hồng y. Sở từ thiện của đức thánh cha là một văn phòng rất lâu đời, có từ thời trung cổ, có nhiệm vụ điều phối các hoạt động bác ái của đức giáo hoàng. Tuy nhiên, cho đến thời Đức Tổng giám mục Karajewski, rất ít người trong lịch sử giáo hội thậm chí biết rằng có một công việc như thế tồn tại trong giáo hội. Năm 2014, Đức Tổng Karajewski đã lắp đặt nhà tắm cho người vô gia cư tại quảng trường Thánh Phaero. Ý tưởng này đến với Ngài khi một người đàn ông vô gia cư đã sống trên đường phố Roma trong nhiều năm, nói với Ngài rằng hôm đó là sinh nhật lần thứ 50 của ông khi Đức Tổng giám mục Krajewski muốn mời ông đi ăn tối. Người đàn ông trả lời rằng không có nhà hàng nào cho ông ta vào vì mùi hôi trên người của ông. Năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu Đức Hồng Y Krajewski biến tòa nhà Palazzo Migliore bên cạnh hàng cột của quảng trường Thánh Ferro thành dinh thự cho người nghèo, nơi ít nhất 50 người vô gia cư có thể ngủ đêm và nơi các tình nguyện viên có thể phục vụ bữa ăn nóng cho người nghèo. Trong khi đó, tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, Đức Hồng Y đã tham dự lễ khánh thành một bệnh viện dành cho trẻ em chết đói được thành lập theo sáng kiến của Đức Thánh Cha. Christoph Thaddei, một nhà báo Ba Lan và là biên tập viên của cuốn sách Gia Bác Bồ Gà, Hương Thơm của Chúa, sưu tập các bài giảng và diễn văn của Đức Hồng Y Karajewski, cuốn sách trở thành bestseller ở Ba Lan, đã nói rằng, mặc dù Đức Hồng Y Karajewski có những bài giảng hay, nhưng Ngài rao giảng tin mừng cho người khác đặc biệt qua những cử chỉ của Ngài hơn là lời nói. Sức mạnh của Ngài đến từ các sách tin mừng và chính Thiên Chúa, và việc giúp đỡ người khác xuất phát từ cách suy nghĩ theo các sách tin mừng. Cả ở Ý và Ba Lan, quê hương của Đức Hồng Y Karajewski, các chính trị gia tự xưng là người bảo vệ các giá trị công giáo, đã thẳng thừng từ chối nhận người tị nạn từ Trung Đông và Châu Phi. Đức Hồng Y Karajewski giống như Đức Thánh Cha Francisco là người ủng hộ họ. Ngài nói trong một khóa tĩnh tâm dành cho các linh mục của Tổng giáo phận Los cách đây hai năm trước. Ở Ba Lan, chúng ta bị chia rẽ về chủ đề của những người thậm chí không tồn tại ở đây, đó là những người tị nạn. Kể từ khi cuộc khủng hoảng tị nạn bắt đầu, Đức Hồng Y đã đến thăm đảo Lampedusa, hòn đảo ở địa Trung Hải, nằm giữa Sicilia và Châu Phi, là điểm đến của nhiều người tị nạn để hỗ trợ cho những người chạy trốn các cuộc bách hại và chôn cất những người chết đuối một cách đàng hoàng. Đầu năm nay, Ngài đã đến đảo Lesbos ở Hy Lạp để đưa 30 người tị nạn đến Roma, nơi họ sẽ được Vatican và cộng đồng thánh Egidio chăm sóc. Trong thời gian đại dịch virus corona, hình ảnh vị hồng y chăm lo việc bác ái của Đức Thánh Cha lại càng nổi bật hơn với lòng trắc ẩn, quan tâm cho người nghèo và cho những người dễ bị tổn thương. Qua ngày, cánh tay bác ái của Đức Thánh Cha vươn tới nhiều người, Đức Hồng Y mời gọi các linh mục tu sĩ tham gia phân phát các bữa ăn cho những người vô gia cư sống xung quanh quảng trường Thánh Phaero, tại nhà ga trung tâm ở Roma và tại các cơ sở bác ái. Chính Đức Hồng Y là người sẵn tay áo khi những thùng thực phẩm nhận được, đích thân lái xe hàng trăm cây số đến thăm và giúp đỡ cho các nhà dòng đang bị cách ly vì có hàng chục tu sĩ bị nhiễm virus. Đức Hồng Y thay mặt Đức Thánh Cha, phân phát các máy thở, các dụng cụ y tế cho các bệnh viện và cho các đất nước. Trong thời gian cách ly vì đại dịch thì Đức Hồng y lại càng tiếp xúc nhiều hơn để tổ chức các công việc để gần gũi an ủi những người nghèo, người đau khổ. Đối với Giáo hội, Đức Hồng y Krajewski đã lưu lại dấu ấn khó phai cho văn phòng bác ái của Đức Thánh Cha khi biến nó từ một vai trò vô danh trở thành nguồn bác ái của Roma và cho thế giới. Đó là một hình ảnh của Giáo hội có lòng thương xót như cha trên trời là đấng thương xót. Vatican News Tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Bà Sunil, giáo sư động vật học về hưu, xây 175 ngôi nhà cho người vô gia cư. Mugalu Vilayin Sameun Sunin là tên của một phụ nữ được nhiều người biết đến và yêu mến ở Ấn Độ trong những năm qua vì những hoạt động xã hội của bà dành cho người nghèo, người vô gia cư, những người dễ bị tổn thương nhất. Bà Sunin là một nhà động vật học đã nghỉ hưu. Trong những ngày này, bà đang hoàn thành việc xây dựng nơi trú ngụ thứ 175 cho người vô gia cư. Đây đúng là một kỷ lục và là một chứng tá tuyệt vời về lòng vị tha. Đối với những người được thụ hưởng các dự án này, thì bà Sunin là thiên thần hộ mệnh của họ. Bà Sunin nguyên là giáo sư tại Đại học Công giáo Bát thuộc nhóm các trường đại học đầu tiên ở bang Kerala. Trong 15 năm qua, bà đã dấn thân tích cực trong các hoạt động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục cho người nghèo. Ngôi nhà hiện đang được xây dựng sẽ được bà Sunin tặng cho một gia đình ở địa phương. Kế hoạch của giáo sư Sunin là vào cuối năm nay sẽ hoàn thành 200 nơi trú ngụ cho người nghèo. Ước mơ của bà là trong những năm tới, nơi trú ngụ cho người nghèo sẽ đạt tới con số 1.000. Bà nói với Asia News, Ngôi nhà đầu tiên tôi thực hiện cho người vô gia cư là một sinh viên của tôi. Em gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Các tình nguyện viên của chương trình dịch vụ quốc gia và một số đồng nghiệp đã đóng góp cho dự án và phần còn lại do chính tôi tự lo liệu. Với giá cả gia tăng, việc mua nhà ở ấn độ ngày càng khó khăn ngân hàng nhà nước tăng tỷ lệ lãi suất của những khoản vay mua nhà và thận trọng trong việc cung cấp khoản vay mua nhà cho người tiêu dùng và yêu cầu tài sản thế chấp cho vay cao hơn đối với các nhà thầu bất động sản đó cũng là một yếu tố góp phần đẩy giá nhà lên cao tại thành phố mumbai trung tâm tài chính của ấn độ là nơi nổi tiếng với các tòa nhà và văn phòng cao tầng hiện đại Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là hàng nghìn tòa nhà cũ kỹ xây dựng từ thời thuộc địa. Có những tòa nhà đã hơn 100 năm tuổi, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Trong những năm gần đây, hàng chục người đã thiệt mạng do sập nhà ở Mumbai. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phải sống trong các tòa nhà luôn túc trực những hiểm họa này. Khủng hoảng nhà ở nhiều năm qua cũng liên quan đến tình trạng dân số gia tăng trong khi đất đai lại khan hiếm. Theo các chuyên gia, cốt lõi của vấn đề nằm ở giá trị bất động sản cao ngất trời của thành phố và việc vận động hành lang của các chủ công trình xây dựng lớn. Ngay cả đối với những cư dân quyết định bỏ đi khỏi các tòa nhà nguy hiểm, tình hình cũng không khá hơn. Bà Suni cho biết cách đây 15 năm một ngôi nhà nhỏ khoảng 55 mét vuông có giá 1.500 euro, bây giờ phải mất tới 4.500 euro. Để hạn chế chi phí xây dựng, ngoài việc giám sát dự án, bà còn trực tiếp tham gia vào thiết kế. Bà bắt đầu tham gia vào lĩnh vực giáo dục vào năm 1995, ở tuổi 36. Nữ giáo sư được coi là một nhà giáo dục luôn có những tư tưởng tích cực về cuộc sống, Bà là người đã dạy cho học sinh tầm quan trọng của tình yêu và sự chú ý đối với người khác. Dấn thân hoạt động xã hội của bà không chỉ giới hạn trong việc xây dựng nơi trú ngụ cho người vô gia cư. Bà đã tặng 278 chiếc xe lăn cho người khuyết tật và kính cho người mù. Bà cũng đã hỗ trợ học bổng cho khoảng 100 học sinh và trợ giúp 25 trẻ em mồ côi ở quận địa phương với dự án Garuthan. Mỗi tháng bà Sunni cung cấp cho 200 gia đình nghèo, gạo và lương thực. Dấn thân mới nhất của bà là Jivamritam, một sáng kiến phân phối nước uống cho người nghèo ở các làng xung quanh Patanam Tita. Ở Ấn Độ, vấn đề nước luôn là điều nan giải. Có những nơi, người dân có ngày không dám tắm rửa để tiết kiệm nước nhiều gia đình phải dùng nước rửa rau để giặt quần áo. Thậm chí, nước được tái sử dụng đến 3 hoặc 4 lần. Thực tế, tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt không phải gần đây mới trở thành vấn đề nhức nhối của Ấn Độ. Năm 2018, tại thành phố Simla, thuộc bang Himachal Pradesh, người dân rơi vào tình trạng gần như cạn kiệt nước sử dụng, gây ra cảnh tượng tranh giành nước và mafia nước sạch lộng hành dân làng phải đi bộ cả chục km để tìm nước hoặc trả cái giá cắt cổ để mua nước giao thông đường thủy tại ấn độ cũng phải chịu thảm họa ô nhiễm khi hàng tỷ lít nước thải bao gồm hóa chất và nước thải chưa qua xử lý xả ra môi trường mỗi ngày với những dấn thân xã hội trên bà sunni đã nhận được giải thưởng nare sakthi puraska một giải thưởng danh dự dân sự cao nhất ở Ấn Độ dành cho phụ nữ do Liên Bộ Phụ Nữ và Phát triển Trẻ Em thành lập năm 2018. Bà Sunny đã sử dụng số tiền thưởng cho các mục đích từ thiện khác và để xây dựng nhà tặng cho người nghèo. Bà chia sẻ, phục vụ cộng đồng là đam mê của tôi. Công việc của bà cũng nhận được sự hỗ trợ lớn từ gia đình. Ngôi nhà thứ 150 được xây dựng nhờ một quỹ do con trai bà tạo ra Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Jesu Chúa Giêsu Kitô.